trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 112, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 8 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần khai thị của Thiền sư Trung Phong. Các căn viên tịnh, các nghiệp đốn không, hễ niệm Phật thì hoa nở, hưởng thức cam lộ, thơm khắp ao ngọc. Thể một lòng quả thành thục, hâm mộ hướng về, được vào kim viên. Chúng ta hãy xem đoạn này. Đoạn này từ trên mặt sự mà nói, là miêu tả trạng huống cuộc sống hàng ngày của các bậc thượng thiện nhân trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong kinh A Di Đà gọi thế giới đó là Cực Lạc. Vì sao gọi là Cực Lạc? Phật tại trong kinh A Di Đà nói cho chúng ta biết, những chúng sanh ở thế giới đó không có các sự khổ, chỉ hưởng sự vui sướng, nên gọi là Cực Lạc. Chúng ta nghe rồi cũng không dễ gì lãnh hội được. Nay trong phần khai thị này, Thiền sư Trung Phong vì chúng ta miêu tả rất tường tận. Trước tiên, Ngài nói rằng các căn viên tịnh, các nghiệp đốn không. Hai câu này rất quan trọng. Nghiệp là nghiệp chướng. Nghiệp chướng đã tiêu trừ. Không những lục căn thanh tịnh mà còn thanh tịnh viên mãn. Các căn tức là lục căn. Lục căn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Trong phần trước chúng tôi đã có giảng qua hoặc chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Này nói các nghiệp đốn không, tức là hoặc chướng, nghiệp chướng và báo chướng đều không còn nữa. Hay nói cách khác, không những nghiệp báo trong lục đạo tam đồ không còn nữa, mà nghiệp báo trong tứ thánh pháp giới cũng không còn nữa. Nghiệp báo trong lục đạo thập pháp giới đều không còn nữa, đều đã tiêu hết. Tiêu bằng cách nào quý vị phải biết? Là trì giới niệm Phật. Dùng phương pháp đều nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế để tiêu nghiệp, cũng dùng phương pháp này để thành tựu năm phần pháp thân của quý vị. Cũng dùng để phá mê khai ngộ. Các căn viên tịnh, các nghiệp đốn không, ý của hai câu này
tức là quý vị tu học đã được thành tựu cứu cánh viên mãn. Kế tiếp là nói trạng huống tu học sinh hoạt trong cực lạc thế giới. Thể niệm Phật thì hoa nở. Hoa và quả là tượng trưng cho hoàn cảnh y báo tốt đẹp ở Tây Phương cực lạc thế giới. Người thế gian chúng ta rất hâm mộ bốn chữ chân thiện mỹ huệ. Thật tại mà nói, trong thế gian này bốn chữ đó danh không phù hợp với thực. Còn Tây Phương cực lạc thế giới mới là chân thiện mỹ huệ, danh phù hợp với thực. Vì sao nói thể niệm Phật thì hoa nở? Quý vị nên biết, hoa sen trong ao bảy báo là do những người khắp mười phương thế giới phát nguyện vãng sanh. Từ trong tín nguyện sanh ra, biến hiện ra. Quý vị nghĩ xem, có phải là duy thức sở biến hay không? Đều do duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm của quý vị tin sâu, nguyện thiết thì hoa nở càng tốt đẹp. Hiện tại chúng ta ở cõi này, niệm từng câu Phật hiệu đều có đủ chân tín nguyện thiết thì chúng ta biết trong ao bảy báo ở Tây Phương cực lạc thế giới sanh ra một đóa hoa sen. Hoa sen đó là do thức của mình biến hiện ra. Cho nên thể niệm Phật thì hoa nở. Thưởng thức cam lộ có nghĩa là hoa nở hứng lấy giọt sương, đón theo gió nhẹ. Quý vị nghĩ xem cái ý cảnh đó, cái ý cảnh đó rất là thơ mộng. Hoa đó là chỗ sanh của người niệm Phật chúng ta trong tương lai, cũng là chỗ ở, chỗ tu hành của chúng ta. Khi hoa nở thì thấy Phật. Cảnh giới hoa nở thấy Phật không phải là đồng cư độ, cũng không phải là phương tiện độ, mà là thật báo trang nghiêm độ. Cảnh giới đồng cư độ và cảnh giới phương tiện độ đều là ở trong hoa sen. Trong hoa sen có thế giới, thật là không thể nghĩ bàn. Hiện tại đối với các đồng tu đồng học chúng ta mà nói, tôi tin rằng mọi người đều hiểu được vì sao hoa sen lớn như vậy, trong hoa sen lại có đại thế giới, hay là có vấn đề gì hay không. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói, trong vi trần của thế giới, vi trần quá nhỏ,
nhục nhã của chúng ta không thấy được. Thế giới trong vi trần cũng lớn như thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài không có thu nhỏ, thế giới bên trong vi trần cũng không có phóng đại, hoàn toàn bằng nhau. Nghĩa là thế nào? Về đức năng của pháp tánh vốn là như vậy. Trong pháp tánh không có lớn nhỏ. Nói một cách rõ hơn là vĩnh viễn không có tương đối. Đó là đức năng của pháp tánh. Ngày nay chúng ta đam mê như thế nào? Điều đâu đâu cũng là đối lập. Hễ có đối lập thì thành chướng ngại. Cho nên quý vị không nhìn thấy vô chướng ngại pháp giới. Vì vậy chúng ta phải hồi đầu, hồi phục tự tánh. Tự tánh là vô chướng ngại pháp giới. Trước tiên phải bắt đầu từ trong nội tâm của chúng ta. Hiện tại chúng ta phải đoạn trừ hết những ý niệm đối lập đang đối với tất cả hết thảy nhân sự vật. Những ý niệm đó mà không đoạn thì vĩnh viễn sanh ra chướng ngại. Chướng ngại này rất là quan trọng, rất là nghiêm trọng. Cho nên thế giới trong hoa sen cũng lớn như thế giới trong khắp pháp giới hư không giới vậy. Quý vị thật sự sanh trong hoa sen mà không biết mình ở trong hoa sen. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi cảnh giới đó là cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Ngày nào hoa mới nở, lúc nào hoa sẽ nở? Thì quý vị phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân thì hoa liền nở. Lúc đó hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh. Là bậc Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn. Bậc Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn mới thật sự là A Di Việt Trí. Đó là quý vị tự tu chứng địa vị A Di Việt Trí, không phải là bổ nguyện quay thần của A Di Đà Phật gia trì cho quý vị. Nếu là bổ nguyện quay thần gia trì khiến cho quý vị rất giống A Di Việt Trí Bồ Tát, nhưng hoa chưa nở. Tuy hoa chưa nở, quý vị cũng có thể đi khắp cõi nước của mười phương tất cả chư Phật để cúng Phật nghe Pháp. Trên cầu Phật đạo dưới hóa chúng sanh nhất định không có chướng ngại. Thật ra vẫn còn có một chướng ngại. Chướng ngại ở chỗ nào? Là quý vị không vào được thế giới trong vi trần. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói cảnh giới này. Đến khi nào quý vị mới có thể khế nhập cảnh giới trong vi trần? Tức là nói pháp giới trùng trùng vô tận là do tự tánh biến hiện biến huyễn ra, mà quý vị không còn chướng ngại chút nào. Đó là Phổ Hiền Bồ Tát có thể nhập. Vị Phổ Hiền đó là đương vị Phổ Hiền, tức là bậc đẳng giác. Đạt đến bậc đẳng giác Phổ Hiền Bồ Tát mới thật sự tất cả không còn chướng ngại nữa, gọi là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là phương hướng mục tiêu nỗ lực của chúng ta. Những thứ khác đều là giả, không phải thật. Đừng nói chi nhân gian, cõi trời cũng không phải thật. Đừng nói chi lục đạo, tứ thánh pháp giới cũng không phải thật. Phật gọi những cõi đó là quá thành, là trạm nghỉ dọc đường của người tu hành. Mục tiêu của chúng ta phải đạt đến nhất chân pháp giới, phải đạt đến Tây Phương Tịnh Độ. Cho nên thể niệm Phật thì hoa nở. Trong cảnh giới đó vô cùng rộng lớn.
cầu thưởng thức cam lộ. Ý của câu này là nói những vị văn nhân, thi sĩ, họ dưới bóng trăng hoa cùng với những vị chí đồng đạo hiệp thưởng trăng, uống trà. Những người thế gian chúng ta thưởng trăng, không uống rượu thì uống trà, còn ở đây thì người ta rót cam lộ, thưởng thức cam lộ. Thơm khắp ao ngọc. Ao ngọc là ao sen bảy báo. Vì ngọc là chất báo, ao ngọc tức là ao báo. Nước trong ao báo có 8 công đức. Những cư dân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong cuộc sống hàng ngày của họ, quý vị nghĩ xem, cuộc sống của họ rất mỹ mãn, cũng cuộc sống của họ rất thanh nhàn, rất tự tại, phước báo của họ rất lớn, họ không cần làm việc, cũng không cần ngày ngày tìm mưu sinh. Tất cả sự thọ dụng ăn mặc đều là tự nhiên. Muốn có thứ gì thì thứ đó hiện ra. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, nghĩ đến đã lâu không có ăn cơm, nay muốn ăn cơm, cái ý niệm ăn cơm vừa động thì những món thức ăn đều hiện ra trên bàn, rất tự nhiên hiện ra trước mặt. Đây là do biến hóa mà ra, không cần người đi nấu nướng. Đồ dùng để ăn toàn là bảy báo bày ra trước mặt, nhưng lại nghĩ nay ta là người của Cực Lạc thế giới, không còn là hạng phàm phu lục đạo, vẫn phải ăn uống hay sao? Ý niệm này vừa nghĩ thì hết thảy tất cả thức ăn vật uống đều không còn nữa. Không cần thu dọn, cũng không cần rửa chén đũa, tất cả đều là theo ý của mình biến hóa thọ dụng. Quý vị nghĩ xem có phải là rất tự tại hay không? Trong nhà của họ rất là sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, không cần phải có tủ áo. Muốn mặc y phục, ý niệm vừa nghĩ thì y phục đã mặc trên thân, không cần thợ may, không cần mang theo. Bất luận đi du lịch khắp mười phương thế giới, cúng Phật nghe Pháp, không cần mang theo thứ gì cả. Không như hiện nay chúng ta đi du lịch phải mang theo hành lý rất nặng nề, rất nặng nề, rất mệt nhọc, còn họ thì không cần. Đi đến tha phương cõi Phật, họ muốn cúng Phật thì những đồ cúng đều theo ý niệm mà hiện ra. Quý vị nên biết, đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn, chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Cho nên nếu đem chuyện này nói cho hàng sơ học hoặc là những người không có học Phật thì họ sẽ nói quý vị đang nằm mộng. Thế gian làm gì có chuyện đó? Các ông
đều bị Thích Ca Mâu Ni Phật lừa gạt rồi. Họ nói chúng ta ngu si, nói chúng ta mê tín, còn họ thì thông minh. Nhưng chúng ta tin chuyện này là thật, không giả một chút nào. Trên mặt lý luận thì nói rất đúng, tất cả pháp đích thật là do tâm hiện thức biến. Các nhà khoa học hiện nay đã làm chứng minh cho chúng ta. Họ nói tất cả vạn sự vạn vật đều có linh tánh, như trong kinh Phật cũng có nói nhân tâm thành thể. Tâm là pháp tánh, đức năng của pháp tánh, bản năng của pháp tánh chính là kiến văn giác tri, tức nó có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Động vật như vậy, thực vật cũng như vậy, khoáng vật cũng không ngoại lệ. Gọi là sanh công thuyết pháp, đá cũng gật đầu. Đây là nói rõ hòn đá cũng có linh tánh. Trong kinh Phật nói nhân tâm thành thể, bây giờ đã được chứng minh. Sự cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bằng. Hiện nay chúng ta đã đánh mất cái năng lực này, đã mất quá lâu, cho nên khi nghe đến chuyện này thì cảm thấy rất kỳ lạ, không thể nghĩ bằng. Chúng ta phải mất một thời gian để huân tu kinh giáo, rồi sẽ dần dần lãnh ngộ, biết được chuyện này không giả. Có thể thí nghiệm trong cuộc sống hàng ngày của mình. Dùng những đạo lý và phương pháp trong kinh luận đã dạy để làm thí nghiệm. Thí nghiệm có được hiệu quả nhất là đau bệnh có thể không cần dùng thuốc men, mà tự nhiên tiêu trừ bệnh tật, khiến cho những khí quan, tế bào trong thân thể khôi phục lại hoạt động bình thường. Đây mới là khỏe mạnh nhất. Dùng phương pháp gì? Là dùng ý niệm. Vì tất cả từ tâm tưởng sanh, quý vị nên nhớ đây là tổng nguyên lý và nguyên tắc. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Vậy thì có phải chúng ta mỗi ngày cứ nghĩ đến những khí quan và nghĩ đến những tế bào của chúng ta hay không? Không cần. Nghĩ như vậy thì rất phiền phức, rất mệt nhọc. Cách nghĩ như thế nào? Trong tâm nghĩ thuần tịnh thuần thiện. Nói một câu cụ thể hơn nữa là nghĩ A-di-đà-phật. A-di-đà-phật là thuần tịnh thuần thiện. Không nên nghĩ chuyện khác. Làm được như vậy thì nhất định được thành tựu. Đức Thế Tôn tại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chỉ dạy chúng ta thường nhớ thiện pháp, tư duy thiện pháp và quán sát thiện pháp, không để một chút bất thiện xen tạp. Còn chúng tôi thì thêm vào hai chữ thanh tịnh.
tâm địa thanh tịnh, hành vi thuần thiện, thường nhớ tịnh thiện, tư duy tịnh thiện, quán sát tịnh thiện, không để một chút bất thiện bất tịnh xen tạp. Cứ nghĩ như vậy thì thân thể và dung mạo của chúng ta dần dần sẽ được vẻ mặt rạng rỡ, khỏe mạnh sống lâu, không cầu trường thọ mà tự nhiên được sống lâu. Cuộc sống đơn giản, ăn uống cũng ít đi, đây mới là thật sự giữ gìn được thanh tịnh hiền lương và khỏe mạnh. Kế tiếp là thể một lòng quả thành thục. Thế nào là một lòng? Là chấp trì danh hiệu, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ thì gọi là một lòng. Tâm nguyện của chúng ta không có gì khác, chính là hy vọng vãng sanh Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Tâm nguyện quả này đã thành thục, quả là vãng sanh bất thối thành Phật, một đời thành tựu. Trong Phật pháp gọi pháp môn này là đương sanh thành tựu. Không cần đợi đến đời sau, không cần tu nhiều đời nhiều kiếp, là pháp môn đương sanh thành tựu. Hâm mộ hướng về được vào kim viên. Kim viên tức là Cực Lạc thế giới. Vì sao gọi Cực Lạc là kim viên? Vì cõi Cực Lạc mặt đất toàn là bằng vàng, hoàn cảnh cư ngụ ở Cực Lạc thế giới là hoa viên. Như trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, gọi là tạp hoa trang nghiêm. Tạp hoa tức là chủng chủng loại hoa nào cũng có, xem không hết. Trong hoa viên của đó, chỗ nào cũng có ao báo. Trong ao báo có nước tám công đức, đó là hoàn cảnh cuộc sống hàng ngày của họ, là hoàn cảnh tu hành của họ và hoàn cảnh thân cận Phật Bồ Tát của họ. Đức Thế Tôn tại trong kinh điển giới thiệu cho chúng ta biết, những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rất là tự tại. Ai thích nghe kinh thì nghe kinh, ai thích niệm Phật thì niệm Phật, ai thích tham thiền thì tham thiền, ai thích học giáo thì học giáo, khoa mục nào cũng có. Quý vị muốn học, muốn chọn pháp nào cũng được. Quý vị muốn nghe pháp nào thì quý vị ngồi ở đó nghe, ngồi nghe cũng được, đứng nghe cũng được, hoặc đi kinh hành, hoặc vừa đi vừa nghe cũng được. Như hiện nay trong thế gian này của chúng ta cũng có thể làm được như vậy.
Chúng ta dùng một máy thu âm hoặc máy cassette nhỏ, có thể ngồi, đứng, đi, nghe cũng được. Chúng ta vẫn phải nhờ vào máy móc. Còn ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì không cần. Thế như quý vị muốn nghe kinh, nghe giảng kinh Hoa Nghiêm, thì quý vị nghe là Phật đang giảng kinh Hoa Nghiêm, hoặc đang ngồi cách vách, hoặc chúng ta nắm tay nhau cùng đi kinh hành. Như tôi thích nghe kinh Hoa Nghiêm thì tôi nghe là kinh Hoa Nghiêm. Quý vị thích nghe kinh Pháp Hoa thì quý vị nghe là kinh Pháp Hoa. Không có nghe lẫn lộn với nhau, cũng không cần nhờ vào máy móc mà rất tự nhiên nghe được rõ ràng. Cho nên nếu đem khoa học kỹ thuật hiện đại mà so với Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì kém rất xa rất xa. Trong thế gian này mọi thứ đều do con người làm ra, còn Tây Phương Cực Lạc Thế Giới mọi thứ đều là tự nhiên sanh ra. Tự nhiên sanh ra tức là pháp tánh biến hiện ra, là duy tâm sở hiện. Trong thế gian này của chúng ta, cho dù khoa học kỹ thuật có cao siêu đi nữa nhưng vẫn không phải là tự nhiên. Do đâu mà có? Là do ý thức biến hiện ra, không phải là pháp tánh. Dù ý thức biến ra có hay đi nữa nhưng so với pháp tánh thì ý thức vẫn còn kém rất xa. Cho nên khôi phục lại tánh đức là mục tiêu duy nhất của người tu hành. Kế tiếp là kinh hành ngồi nằm ở bên trong, du hí tiêu dao chẳng bên ngoài. Thọ dụng như Phật, triệt pháp căn nguyên. Đoạn này là nói sự tu học của họ, sự tu hành của họ ngay trong cuộc sống hàng ngày. Họ tu hành ở trong sự vui chơi. Nhìn bề ngoài hình như không thấy họ có tu hành, không như chúng ta chấp vào hình tướng. Bậc Đại Đức chân chánh tu hành thường nói Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Tu hành ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới hình như không trọng hình thức. Họ dụng công trong nội tâm, thấy sắc nghe tiếng đều là tu hành. Thấy sắc không chấp sắc tướng, nghe tiếng không chấp thanh tướng. Tu như thế nào? Phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Thành tựu trí huệ bát nhã chân thật, tất cả pháp vô sở hữu, vốn là không, bất khả đắc. Tuy là du hí tiêu dao nhưng buông bỏ vạn duyên, không nhiễm bụi trần. Cho nên họ là chân tu hành, họ là chân dụng công. Đây là người tu Đại Thừa, công phu được đắc lực, chúng ta phải nên học theo. Như trong kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thiện Tài Đồng Tử đến tham học với 53 vị thiện tri thức. 53 vị thiện tri thức đó đều là Pháp Thân Bồ Tát. Theo trên hình thức mà nhìn, họ là Pháp Thân Bồ Tát, nhưng trên thực tế họ đều là chư Phật
Như Lai thị hiện để chỉ dạy chúng ta, bất luận họ làm ngành nghề nào cũng được đại tự tại. Ở trong thế gian này, như người làm nghề đồ tể, hoặc là mở tiệm ăn đồ biển, sát nghiệp của họ rất nặng. Họ đã kết oán thù với những chúng sanh đó. Oán thù mà không hóa giải thì oan oan tương báo chưa hết, chưa xong. Chúng ta muốn hỏi Phật Bồ Tát có mở tiệm bán đồ biển hay không? Có. Mỗi ngày làm thịt heo, thịt dê. Phật Bồ Tát có tạo tội nghiệp hay không? Không có. Những súc sanh đó sau khi bị giết, Phật Bồ Tát điều độ chúng sanh thiên, điều độ chúng vãng sanh làm Phật, hoàn toàn khác hẳn. Các ngài dùng phương pháp này để độ chúng sanh. Cho nên chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được một vị làm được chuyện này là Cam Lộ Hỏa Vương, sát sanh không nháy mắt, giết một người thì độ được một người. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, hạng phàm phu chúng ta không thể học. Tại vì sao? Vì chúng ta không có công phu đó, không có năng lực đó. Súc sanh thì vào súc sanh đạo đều là do ác nghiệp chiêu cảm. Ngài giết chúng là giúp chúng tiêu trừ nghiệp chướng. Ngài thật sự có thể độ chúng vãng sanh thành Phật. Ngài thật sự có bản lãnh như vậy. Hạng phàm phu chúng ta làm không được. Vào thời xưa có một vị xuất gia, là Pháp Sư Bảo Hương ở tỉnh Tứ Xuyên. Sư là người thời đại Nam Bắc Triều, cùng với một thời đại với Ngài Bảo Chí Công. Chúng tôi đọc trong chuyện ký nói sư cùng với những người tại gia, sư cùng với họ ăn cá ăn thịt, không kiêng kỵ chút nào. Sau khi sư ăn xong, đến đứng bên bờ ao phóng sanh, sư liền há miệng mở ra, những con cá chúng đều còn sống. Pháp Sư Bảo Hương có bản lãnh như vậy. Ngài không phải là người phàm phu. Đây đều là vì người khác diễn nói, khuyên người phải có đức hiếu sanh. Quý vị ăn nó thì phải cứu nó. Nếu không cứu được nó thì quý vị không thể giết nó. Trong Phật Pháp có dạy tuyệt đối không thể trái với từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Tất cả đều là thành tựu cho chúng sanh, tuyệt đối không thể giết hại chúng sanh. Quý vị phải có lòng từ bi.
Người học Phật chúng ta phải hiểu được ý nghĩa này. Phải biết chuyển. Chuyển hòa thành phước. Chuyển tai nạn thành bình an. Chuyển như thế nào? Phải biết chuyển ác niệm thành thiện niệm. Vĩnh viễn không có ác niệm. Gặp phải người ác, họ dùng ác ý hủy bán ta, hoặc là hãm hại ta, làm nhục ta. Chúng ta gặp phải những người như vậy, phải dùng trí huệ quán sát thì sẽ biết được đó là nghiệp báo của ta. Trong đời quá khứ ta đã dùng ác ý đối xử với họ, làm tổn hại họ. Ngày nay ác duyên đã đến, họ tìm ta để trả thù, gọi là oan oan tương báo. Ngày nay ta gặp phải thì phải tiếp nhận, vui lòng mà tiếp nhận. Tâm không có nóng giận chút nào, tâm không có oán hận chút nào, tâm không có nghĩ đến trả thù, thì mối oán thù đó sẽ được hóa giải. Đời sau khi ta và họ gặp lại sẽ là bạn tốt. Trong tâm tuyệt đối không có oán hận. Nếu trong tâm có một chút oán hận muốn trả thù, đời sau vẫn phải gặp lại mối oán thù đó, vĩnh viễn không hóa giải được, bị thử hai bên đều đau khổ. Hà tất phải như vậy? Cho nên phải biết chuyển oán thành thân, hóa địch thành bạn, đều trong một ý niệm của mình. Hóa giải oán thù thì hai bên đều có phước, thì cả hai bên đều mở mang trí huệ. Quý vị nghĩ xem, nếu không nhờ vào bậc thánh hiền chỉ dạy cho chúng ta, thì chúng ta làm sao hiểu được đạo lý này? Làm sao có được trí huệ này? Làm sao có thể giải quyết được vấn đề này? Chỉ có hóa giải oán thù thì mới thật sự giải quyết được vấn đề. Cho nên người học Phật, điều quan trọng nhất là phải hóa giải những mâu thuẫn trong nội tâm. Nhất định phải hóa giải những đối lập trong tất cả nhân sự vật, vĩnh viễn không còn đối đầu, thì tâm của chúng ta mới được hòa bình, mới được tự tại, không có phiền não, không có buồn rầu lo lắng, không có bận bịu, không có oan gia đối đầu. Cảnh giới bên ngoài chúng ta không thể khống chế được, chỉ cần khống chế nội tâm của mình. Nếu khống chế được nội tâm thì cảnh giới bên ngoài đều tự hóa giải. Phải từ nội tâm mà hóa giải vấn đề, chứ không ở bên ngoài. Vì cảnh duyên bên ngoài không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm. Chúng ta phải biết chuyển xấu thành tốt, chuyển ác thành thiện, đều ở trong nội tâm của mình. Hạ thủ công phu ngay trong khởi tâm động niệm, sau đó quý vị mới thật sự được tự tại. Thì hiện tại quý vị có thể
kinh hành hoặc ngồi nằm, du hí tiêu dao đều là tu hành. Hiện tại quý vị có thể làm được, huống chi là quả báo tương lai. Đương nhiên là chân thật. Thọ dụng như Phật, triệt pháp căn nguyên, nghĩa là đã khế nhập cảnh giới của Phật, cũng là cảnh giới của chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị đã được thọ dụng của chư Phật Như Lai, hay nói cách khác, cuộc sống của quý vị sống như chư Phật Như Lai, giống như chư Phật Như Lai, không phải là cuộc sống của người phàm phu. Cuộc sống đó thật là tốt đẹp. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm thế nào cầu được vô thượng bồ đề. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là phải chứng đắc Phật quả cứu cánh viên mãn, cũng chứng được triệt pháp căn nguyên. Pháp là tất cả các pháp, là căn nguyên của tất cả các pháp, là cứu cánh của tất cả các pháp. Triệt tức là chứng đắc, là triệt chứng, có nghĩa là chứng đắc bồ đề cứu cánh viên mãn. Địa vị này thấp nhất là đẳng giác Bồ Tát, không phải là hạng Bồ Tát tầm thường, mà là bậc đẳng giác phổ hiền. Thường tịch quang hiện khắp nơi nơi, đây là tánh đức của tự tánh hiển lộ viên mãn. Trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn. Trong thường tịch quang bao gồm cả tự tánh quả đức, tự tánh hoàn toàn hiện ra. Hiện ra ở đâu? Hiện khắp nơi nơi, tức là hiện khắp pháp giới hư không giới, khắp vi trần cõi nước. Chúng ta thường gọi là khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Đại nguyện vương khế hội khắp nơi. Đại nguyện vương là 48 lời nguyện của A Di Đà Phật. Điều này rất là quan trọng, chúng ta phải luôn luôn nhớ 48 lời nguyện này. Đây là điều đầu tiên, phải nhớ kỹ 48 lời nguyện. Nhớ rồi thì phải hiểu rõ. Phải hiểu lý luận của mỗi một nguyện. Phải hiểu rất rõ ràng sự tướng và cảnh giới của mỗi một nguyện. Sau đó phải thực hiện như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khế hội khắp nơi, tức là bất cứ lúc nào, chỗ nào, hoặc lúc sinh hoạt, hoặc lúc công việc, hoặc lúc giao tế. Đều có thể thực hiện được.
Ngay trong lúc đó, quý vị đã khế nhập cảnh giới. Sau đó quý vị mới hiểu rõ những lời khai thị ở phần trước của Thiền sư Trung Phong. A-di-đà Phật tức là tâm ta. Tâm ta tức là A-di-đà Phật. Cõi này tức là tịnh độ. Tịnh độ tức là cõi này. Cực lạc thế giới ở đâu? Cực lạc thế giới khắp trong pháp giới hư không giới. Hoa tạng thế giới cũng khắp trong pháp giới hư không giới. Quý vị đã thế nhập cảnh giới, một là tất cả là một. Đó là cảnh giới không thể nghi bàn đã hiện tiền. Ngay trong lúc đó, quý vị lại có nghi vấn. Vậy thì chúng ta bây giờ có cần vãng sanh về cực lạc thế giới cách đây 10 vạn ức cõi Phật hay không? Đương nhiên là cần. Tây phương cực lạc thế giới ở ngoài 10 vạn ức cõi Phật thật ra không có cách xa thế giới này của chúng ta. Vì sao bây giờ lại có cách xa? Vì quý vị bây giờ chưa đoạn phiền não. Quý vị chưa phá vô minh. Hay nói cách khác là vì quý vị chưa buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Vì vậy không gian có khoảng cách, thời gian có trước sau. Đến khi nào quý vị mà buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình thì lúc đó quý vị sẽ hiểu rõ không gian không có khoảng cách, tức không có xa gần, thời gian không có trước sau. Quý vị đã khế nhập nhất trần pháp giới. Trong nhất chân pháp giới không có thời gian cũng không có không gian. Các nhà khoa học hiện nay họ đã phát hiện thời gian và không gian không xác định dưới một điều kiện nào đó thì thời gian và không gian bằng con số 0. Cũng tức là nói rõ thời gian không có trước sau, không gian không có xa gần. Họ nói dưới một điều kiện nào đó, điều kiện nào không được rõ, còn Phật Pháp thì nói rất rõ ràng là phá vô minh. Điều kiện đó là phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp thân. Các nhà khoa học hiện nay vẫn chưa biết là điều kiện nào, họ vẫn chưa hiểu rõ. Còn Phật Pháp thì sớm đã biết điều kiện đó. Cho nên quý vị trì giới niệm Phật, hãy cố gắng mà niệm. Niệm đến công phu thành phiến thì quý vị rất hoan hỷ thích niệm Phật. Tại vì sao? Vì chắc chắn được vãng sanh. Khi biết chắc chắn, khi biết chắc mình được vãng sanh, tốt nhất không nên gấp. Tại vì sao? Phải nên cố gắng dụng công thêm, hy vọng từ công phu thành phiến lên đến sự nhất tâm bất loạn. Khi đạt đến sự nhất tâm bất loạn là hy vọng lên đến lý nhất tâm bất loạn. Đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì hoa nở thấy Phật. Đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì phá một phẩm vô minh, chính một phần pháp thân. Hay nói cách khác, lúc đó tự quý vị biết rõ thời gian và không gian không còn nữa. Người khác thì không biết. Lúc đó quý vị ngồi ở chỗ này muốn thấy A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật hiện ra trước mặt quý vị.
Quý vị muốn thấy quá khứ, nhìn vị lai thì quá khứ, vị lai cũng hiện ra trước mặt quý vị. Khi quý vị đã thế nhập cảnh giới đó, tự quý vị hiểu rõ rất rõ ràng, rất minh bạch, nhưng quý vị sẽ không nói cho người khác biết. Tại vì sao? Vì cảnh giới đó không phải là của họ. Quý vị cũng không bao giờ tiết lộ thiên cơ. Dù quý vị biết trước trong tương lai có tai nạn hoặc trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, quý vị cũng không bao giờ nói cho người khác biết. Tại vì sao? Vì tất cả chư Phật Bồ Tát đều như vậy, quý vị cũng như vậy, cũng không ngoại lệ. Đó là chuyện tương lai. Còn bây giờ chúng ta trì giới niệm Phật, dụng công là điều quan trọng nhất. Bây giờ thời gian đã đến.